Vĩnh Định, một trong 8 con sông đào lớn nhất ở Việt Nam vào thế kỷ 19. Là thành tựu nổi bật trong công tác trị thủy của nhà Nguyễn. Là con sông được khắc và lưu danh trên Thuần Đỉnh. Vĩnh Định, một con sông chất chứa trong lòng bao cuộc bể dâu. Những cuộc sống đối bờ vẫn nảy mầm ngày tháng. Và những dấu yêu xưa vẫn lưu luyến đến bây giờ. Người ta nói, muốn biết đến đời sống của một làng quê nào đó thì hãy ra ngắm chợ. Chợ làng là trung tâm văn hóa cộng đồng. Chợ là hồn của quê. Cái hồn Việt ấy trải dài từ Bắc chí Nam, từ xuôi lên ngược. Dù trên bến hay dưới thuyền, dù giữa dòng sông hay lưng chừng núi, dù vùng sầm uất chủ phú hay sơ sát chốn nghèo, ở đâu chợ làng vẫn mang bóng dáng như nhau. Chợ làng là một vẻ đẹp tinh túy của một nền văn hóa lâu đời của dân tộc Việt. Cách đây gần nửa thế kỷ, từ Đông Hà theo chân ông nội về làng, ông và tôi thường ghé vào những ngôi chợ ven đường để mua hương hoa lễ vật về dâng cúng tổ tiên. Những lúc ấy, ánh mắt trẻ thơ của tôi cứ bị dán chặt vào những sản vật làng quê như ổi, mít, mãng cầu thơm nức mũi, những con tỏ he bôi phẩm xanh đỏ tím vàng ngộ nghĩnh được bày bán ở những ngôi chợ Triệu Tài, Ngô Xá, Phương Lang nằm bên con sông Vĩnh Định. Sau này lớn lên, lang thang đây đó, có dịp đi về các làng xã, tôi vẫn có cái thói quen dạo quanh một vòng ở chợ làng. Với tôi, đó là hình ảnh thu nhỏ của cả một vùng đất, là hồn quê với những bản sắc văn hóa phong phú và đa dạng cần khám phá. Theo các cụ cao niên, chợ làng hình thành trước hết do những nhu cầu thiết yếu của người dân vùng quê, do chính các làng xã tự quản lý thông qua hương ước hoặc lệ họp chợ. Còn theo các nhà nghiên cứu, chợ làng chính là mạng lưới thương nghiệp nông thôn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tiểu nông, củng cố hơn nữa sự cố kết nông, công, thương nghiệp vốn đã rất bền vững của tổ chức làng xã tại Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung trong lịch sử. Chợ đã đi vào tâm thức người Quảng Trị, hòa vào dòng chảy văn hóa ngàn đời của cư dân Việt với những nét truyền thống khó phai mờ. Nó đơn sơ, mộc mạc nhưng vẫn đi vào lòng người bằng những nét chân thật và sâu lắng. Bây giờ về chợ làng, tôi cứ biện dịn về một thời xa xưa ấy. Những bà, những mẹ vẫn sớm hôm tảo tần, vẫn quanh năm buôn bán ở mom sông. Những người muôn năm cũ. Hồi xưa thì chợ miếng bán hay bán cái đồ gì chơi tiền cũng khác. Thì bán gì hết chứ còn có cái chi mà dâu. Cũng có cái chi dâu hết. Nhưng hồi xưa mẹ thấy đồ, hồi xưa về đồ thơ chứ có cái khác nhau cái chi không bán cái chơi nữa. Thế thì mẹ còn bán chân này chứ cũng có cái chi thêm này. Mẹ chủ yếu bán chơi này bán cái gì? Bán kèo, bán về về cáo trâu ở đó đó mà, ở đó đó đấy. Cho mẹ chạm cái nồi mô, mẹ chín chai mẹ đi. Dưới bóng mát của các cây ngô đồng, phố xá, lều quán lại mọc lên san sát và hàng hóa từ muôn nơi lại tuôn về chợ chất chồng lộn xộn. Từ tờ mờ sáng, khách đã đến họp chợ. Các sản vật, hàng hóa từ những làng quê, phố phường theo các ngả đường bộ, đường sông đổ về tấp nập và kẻ bán, người mua sầm uất, nhộn nhịp như xưa. Chợ bán đủ mọi thứ, từ áo quần, mũ nón, vải vóc đến rau cỏ, thịt cá, đồ khô hay hàng ấm chén, bát đĩa cho đến các động vật sống và nông cụ, vân vân. Ngôi chợ cổ lũy này có lẽ là cái chợ nhỏ nhất mà chúng tôi bắt gặp trên đường đi ngang qua.
Chợ là nơi sinh hoạt, mua bán chủ yếu của người dân các làng Cổ Lũy, Đa Nghi, Ba Du và Hội Yên. Hàng hóa ở đây chủ yếu là tự cung, tự cấp, theo đúng nghĩa cây nhà, lá vườn. Nhà ba nữa bắt trong bị đau ra thì ba cắt để ba bỏ cho tôi. Tôi đầu hải tới, và nó trong hải tới, giữa nhà trong ra, bu nhà trong ra, cả nhà trong ra, rồi tất cả mọi cái của nhà hết. Theo dòng thời gian, trải qua bao biến động và dịch chuyển, chợ làng giờ đây là chợ nông thôn mới, có đình chợ được xây bằng bê tông cốt thép, mái lợp bằng tôn chống nóng. Đình và sân chợ rộng thênh thang, đủ chỗ cho hàng trăm người cùng mua bán. Mỗi mặt hàng được quy định bày bán theo vị trí sắp xếp từng dãy ngồi và cố định để người mua dễ tìm và trao đổi. Ví như ưu tiên cho hàng thực phẩm ăn uống như bún, bánh ram, chè ở vị trí cao giáo, rồi thứ tự đến hàng nông sản như hàng lá, hàng củ, hạt giống, hàng động vật sống, hàng củi, hàng áo quần với đa dạng các mẫu mã, kích cỡ, chủng loại, hàng nông cụ, hàng đót, hàng mây tre đan, v.v. Về nơi chỗ mấy ní là lấy chợ quê Kỳ đấy, về bán lại cho họ. Tại vì mấy họ bỏ được là 5-7 vụ. Còn cái chuỗi này họ biết họ lúi vào, họ cắt sâu rũ á. Họ lê, họ về họ bỏ lại cho mình, là mình bán. Còn cái chuỗi đọt này là ngoài chỗ đóng đấy, họ đem vào bỏ. Đây là mình bán theo mua à? Tết là mình bán tiêu, hoặc là lý binh chén đòi, hoa quả. Đó là nhiều, còn qua ngày mua là họ là tận dụng là chuỗi lạt rồi là thủng mùng. Khu vực dành cho các món ăn truyền thống cũng khá là sôi động. Hòa trong làn khói nghi ngút bốc lên từ những sạp hàng là vô số những âm thanh khác nhau, tiếng nói chuyện, tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Trong không khí náo nhiệt ấy, du khách sẽ phải dừng chân, ngồi xuống và cùng thưởng thức các món ăn đặc sản gắn liền với nhiều vùng quê Quảng Trị như cháo bánh canh nấu với thịt vịt hay cá lóc, bánh ướt Phương Lan, bánh đúc, bánh xèo, bún bò giò heo với giá cả phù hợp và chất lượng đảm bảo. Đi chợ làng đôi khi không vì hàng hóa mà vì cái tình người níu kéo phải đi. Người bán không mặc cả, người mua không trả giá. Đi chợ để bán, mua, cũng có thể đi chợ để không làm gì, chỉ là dịp gặp nhau, thăm nhau để chút bầu tâm sự về chuyện con cái, chuyện làm ăn, chuyện làng trên, xóm dưới. Người đi chợ làng bây giờ không phải là đòn gánh oằn vai, bàn chân gấp gáp, lấm bùn hay nứt nẻ. Họ đến chợ với niềm hạnh phúc được mua sắm cho chồng con, được chọn con cá tươi, miếng thịt ngon, bó rau sạch và những bộ quần áo để làm đẹp cho mình. Chợ Phương Lan này ngày xưa cũng như chợ Ngô Xá, chỉ bán kim chỉ, đôi lít dầu hỏa, vài mẹt hàng bánh ướt, bánh đúc, quả mít hay bó rau từ vườn nhà. Này đã ngổn ngộn hàng hóa từ bình dân cho đến cao cấp. Không cần phải lên chợ tỉnh, chợ quê cũng có quạt điện, nồi cơm điện, xe đạp điện. Và quanh chợ đã có nhiều đại lý bán phân bón, thuốc trừ sâu, nông dân cần bao nhiêu cũng có. Vậy nên nói rằng chợ là tấm gương phản ánh khá trung thực đời sống và mức sống của dân cư trong vùng cũng không có gì là sai. Những ngôi chợ làng vẫn còn đó và gần như còn nguyên vẹn những giá trị xưa. Quảng Trị đang có thêm nhiều phố chợ, siêu thị và cũng đang cần có thêm những chợ làng mới, những không gian mới cho chợ làng một thuở. Đó là sự thay đổi để phù hợp với cuộc sống mà chúng ta đang hướng đến. Cũng chính vì vậy mà chợ làng lại càng thiêng liêng hơn nếu chúng ta biết giữ nét văn hóa độc đáo này. Có đôi khi ta cảm thấy chạnh lòng vì những ngôi chợ làng cứ dần dần biến mất. Thoáng ở trong đầu là những ý nghĩ miên man, một nỗi buồn không nói ra được bằng lời, bởi không gian chợ làng cứ mai một theo từng ngày.
chợt liên tưởng đến một ngày nào đó, ở các làng xã cứ đua nhau mọc lên các chợ lớn theo hướng hiện đại. Và khi ấy, không biết có còn không gian nào cho câu ca dao mộc mạc, tình tứ, quê mùa. Chàng buông vạt áo em ra, để em đi chợ, kẻo mà chợ chưa. Vậy nên, hơn lúc nào hết, cũng cần hiểu cái chợ làm xưa như một khía cạnh và sắc thái của con người và tâm hồn Quảng Trị.